Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Ủa cái gì trời? Má tập 5 cái thở thấy ghê vậy? Ta kêu ra cái phòng tập cho đầy đủ đồ cũng chịu. Nè, ông nhìn cái bụng tôi nè, nó giống cái bầu 8 tháng không? Đi ra phòng tập cho nó cười vào mặt à? Tôi mà ra phòng tập được ấy thì mắc gì mất 300.000 thuê riêng ông về chỉ ở tại nhà. Ờ đúng rồi, chắc ăn 300.000 của mày dễ lắm vậy. Tao chỉ muốn cái lòi cái bản họng tao ra ngoài luôn chứ. Thôi mà dạy kiểu này thôi, tao nghĩ tăng tiền đi mày ơi. Cái gì? Tăng nữa hả? Ờ. Bao nhiêu? 500. Mắc vậy ba. Mấy thôi tao đi về. Ê thôi thôi. 500 thì 500. Ông cứ tập cho tôi làm sao như Lý Đức thì tiền nào cũng thành vấn đề. Nói gì còn nghe được. Kìa, có cành cây kìa. Đó, leo lên đó hít xà đi. Cái gì? Làm sao mà hít nổi? Trời trời, kiểu gì cũng không làm được trơn á. Thôi vậy thôi nè, đó, đây nè. Hai cái ghế nè, coi như hai cục tạ. Mỗi bên 12 cái. Lên, tập vô. Vậy, kêu làm liền đi. Cao lên. Đâu? Nay thể dục thể thao dữ vậy tầy. Mọi người ngồi. Sao mày không đi tới phòng tập, tập cho nó đầy đủ đi, tập đây cực kìa. Mày thì biết cái gì? Tao phải bỏ tiền ra thuê bé ba về dạy riêng cho tao tại nhà ấy. Rồi mày nhắm mày xuống được khi nào chưa? Thôi, chắc xuống. Tập thì lười, ăn thì như một con heo. Ăn kiểu đó mà xuống cái gì? Đây nè, nhắc tới đó mới nhớ, đây nè. Đây. Tao lên thực đơn khoa học rõ ràng nha, chỉ cần ăn theo là giảm cân được. Mà mày coi đó, cái gì nó cũng thồn vô trong họng nó hết trơn, là mắc gì giảm cân. Cái gì này? Sao toàn ức gà rồi rau với bột yên mạch này? Ăn thế này làm sao mà sống nổi? Người ta tập để cho nó đẹp cái cơ thể đi chứ sao mày khốn khổ đi. Thôi tao không ăn như này đâu. Có cách nào tập thoải mái hơn xíu không? Muốn thoải mái thì đi tập một mình mày đi mày ơi. Đúng rồi cha ơi, ăn còn không nhịn được nó tập cái mày nghỉ luôn đi. Thì có cách nào khác không? Cách thì cũng có. Tao cho mày coi cái tuyệt chiêu cuối cùng của tao nè. Đây. Đây là cái bột Win tăng cơ, giảm mỡ, rất là hiệu quả trong tập thể hình. Ngoài ra là nó còn hỗ trợ giảm cân nữa. Mày chỉ cần uống nó thêm thôi là hợp lý luôn á. Cái này là hồi trước tao cũng tập, tao cũng uống cái này nè, cái này xịn lắm á. Thế cái này bao nhiêu? Thì chỗ anh em thôi, tao lấy mày 500 thôi, chứ ngoài thị trường là bán 1 triệu hơn đó. Ok, chốt luôn. Mày bán sao mày lời với ba? Trời ơi, chỗ anh em mà tao lấy giao lưu thôi, chứ tụi bay tao ăn được mấy đồng. Trời ơi, mới thấy ăn một tô xong giờ uống một tô nữa. Tập gym mà ăn kiểu như mày sao hiệu quả. Mày thấy gì không? Chuột đấy. Chú bây giờ tuổi gì so với anh? Ừ, thì không tuổi gì. Mà công nhận nhá, cái bột của bé ba nó tốt thật đấy. Tao ăn vào nó lên cơ mầm đấy. Mày mang tiếng đi ra ngoài quán tập nó còn thua. Cả tao đi. Mà là cái hũ này con ba bán mày hả? Ừ. Ê, không phải là chê nha, hôm nay không phải chê. Thứ nhất nha, cái bột á, nó không có trắng bằng cái bột của cái hũ ở nhà tao. Tao cảm giác như là nó trộn cái gì vậy ông này nha. Thứ hai nha, tao không thấy được một cái mã code hay là một cái hạn sử dụng hay cái thành phần gì trên cái hũ nữa hết. Không có uy tín cho lắm mày. Tìm sao? Thì... đi tập, nó còn ăn uống gì nữa. Ủa làm gì có một súng đạn này ở đây nữa. Thôi mày đi về, tao đi tập đó, có gì nói xong nhá. Súng đạn bắn mày đùn đùn. Bắn đi tao hứng. Nghe bạn ơi. Vì ơi, tao đang mệt quá. Mày qua đây tao nhờ đi. Ôi, tao lao, dễ quá vậy, bệnh hoạn. Giờ đem cái giỡn giỡn kiết nữa mày nghiệp chết. Lâu. Mày bị gì trời? Quà cái cho chắc. Xíu bà dẹp. Ken ơi Ken. Ken ơi.
Mở cửa Ken ơi. Ken ơi Ken. Ủa sao vậy, Ken nó gây chuyện à? Đâu có, chị lại trả tiền cho nó. Ủa sao trả, sao phải sao lại trả tiền? Đâu có, mấy ngày nay nó bệnh, nó không có lấy tiền được, chị mang tiền lại đưa cho nó. Mà sao chị gọi hoài nó không có mở cửa? Thôi để em coi sao. Trời, cái gì vậy Ken? Mày định đăng xuất khỏi cái trái đất này luôn hả? Mày báo ba mẹ mày chưa? Năng suất cái đầu mày. Đỡ tao dậy đi tè ấy. Tao mắc quá. Không được. Đau quá. Trời ơi, rồi sao mày bị mấy ngày rồi? 3 ngày rồi. Tao gọi cấp cứu lại đưa mày đi cho chắc. Chán ghê. Cuối cùng cũng xả được. Tao tưởng đâu là nghẹn chết. Vừa có kết quả xét nghiệm á, là anh Ken bị kích ứng chất hóa học lạ. Cũng may á là cấp cứu kịp thời, không là tổn thương đến thận rồi. Gần đây anh uống thuốc gì không? Không, bình thường tôi đâu uống thuốc gì đâu. Gần đây tôi cũng uống cái bột Win gì của con bé ba bán cho. Bột Win? À, đó là dạng thực phẩm bổ sung để tăng cơ rồi này kia. Vậy là các anh cần xem lại nha. Gần đây trên thị trường có rất nhiều thực phẩm bổ sung không rõ nguồn gốc lắm. Nè, anh nhìn đi, cái hộp này là của em. Anh em nhãn mác đàng hoàng, bột nó cũng trắng hơn. Phía sau có mã code, hạn sử dụng rồi. Còn cái này là cái của con ba nó bán cho thằng Ken. Màu đâu có trắng bằng đâu. Nhãn mác thì có đó, phía sau nó chả có cái gì gọi là mã code hay hạn sử dụng hết. Chúng tôi đã kiểm tra thì trong cái thuốc bột của bé ba á, có chứa thành phần chất tăng trọng và tăng cơ siêu cấp của heo và bò. Cái thuốc này mà nếu mà sử dụng nhiều á thì có thể gây ra suy nhược cơ thể và xương phụ. Nó dùng thuốc của gia súc cho tao uống. Tao phải tìm nó tính sổ. Nó không nghe. Mau thằng tập game kiếm nó. Ủa hai em kiếm ai? Thằng bé ba đâu? Gọi nó tao đây. Ai thằng bé ba hả? Thằng đó hả, tôi đuổi ra mấy tuần rồi. Nó đó là nó giật khách hàng của anh. Rồi nó quảng bá ba sản phẩm không có nguồn gốc hết. Nên anh bực quá anh đuổi luôn rồi. Ồ, anh nhớ là anh đuổi nó hồi bữa nào? Anh nhớ không lầm thì cách đây khoảng 2-3 tuần gì đó. Tao nhớ cái tầm đó nó qua nó dạy cho mày. Tôi đến nhà Ken chơi thì thấy bé ba đang huấn luyện cho Ken. Vì Ken lười không chịu tập nên bé ba đã bán cho Ken bột Win giúp tăng cơ, tăng trọng với giá chỉ bằng một nửa giá thị trường. Tôi thắc mắc thì bé ba mới nói là anh em định lấy da gốc. Tao cho mày coi cái tuyệt chiêu cuối cùng của tao nè. Đây là cái bột Win tăng cơ rất là hiệu quả trong tập thể hình. Cái này là hồi trước tao cũng tập, tao cũng uống cái này nè, cái này xịn lắm á. Thế cái này bao nhiêu? 500 thôi, chưa ngoài thị trường là bán chịu hơn đó. Hôm sau tôi tới nhà Ken chơi thì thấy Ken ăn nhiều hơn bình thường. Tôi kiểm tra hộp bột Win mà bà ba bán cho Ken thì thấy bột có màu lạ, mùi khác so với cùng loại bột Win của tôi. Hơn nữa không ghi rõ nơi sản xuất. Cái bột á nó không có trắng bằng cái bột của cái hũ của nhà tao. Tao cảm giác như là nó trộn cái gì á mày nha. Nhận được điện thoại của Ken, tôi đã tới nhà Ken. Ken lúc này đã trở thành người mất ý thức, mặt mũi sưng phù vì bị tiểu 3 ngày. Mày định đăng xuất khỏi cái trái đất này luôn hả? Tao gọi cấp cứu lại đưa mày đi chứ. Tôi vội đưa Ken tới bệnh viện, bác sĩ thông báo Ken bị kích ứng do chất hóa học gì đó ảnh hưởng tới thận. May mắn là đưa tới bệnh viện kịp, nếu không thì đã ảnh hưởng tới thận. Gần đây anh uống thuốc gì không? Gần đây tôi cũng uống cái bột Win gì của con bé ba bán cho. Tôi và Ken mang cả hai hộp bột tới gặp công an. Công an báo chúng tôi biết kết quả xét nghiệm hộp bột mà chị ba bán cho Ken, bên trong là chứa chất tăng cơ tăng trọng siêu cấp của heo và bò. Chúng tôi đã kiểm tra thì trong cái thuốc bột của bé ba á có chứa thành phần chất tăng trọng và tăng cơ siêu cấp của heo và bò. Ken vội gọi cho bé ba nhưng không liên lạc được. Tôi cùng Ken và công an đến phòng tập. Họ quản lý thì mới biết bé ba đã bị đuổi vì lấy khách riêng và giới thiệu sản phẩm không rõ nguồn gốc. Thằng đó hả, tôi đuổi đây mấy tuần rồi. Bình tĩnh nói chuyện với nó rồi, từ từ giải quyết. Alo bé ba hả? Tao đang định gọi cho mày nè. Châu cha dữ à ngang. Nữa? Qua đây làm gì nữa? Nhà quỷ này sửa nè, có tập được đâu, đi qua tập ké cái sân được không? Cũng vui đó, tập chung thì cũng hợp lý. Ok. Ủa mà gọi thằng này, mày xài cái thực phẩm đó ổn không? Tốt, tốt quá chứ. Mày nhìn cơ tao cuồn cuộn, khỏe như trâu. Ôi ôi, cục nào cũng nói dữ ha. Ê, sẵn tiện là trong nhà tao nào có mấy cái bình nước á, mấy mày vô mày phụ tao khiêng mấy cái bình nước đó vô phòng cho tao.
ha, có sân bọng này nọ nè, mày dọn luôn giùm tao cái một đi, coi như là mình tập thể dục. Mày ơi, được, nó tao thấy được, tao thấy hợp lý á, nó làm gì đúng, đỡ cái phòng tập đỡ tốn tiền. Ấy mấy cái bột gì bán cho Ken nó còn không? Rồi, mày muốn lấy thì tao lấy thêm cho. Lấy thêm cho tao nữa nha, tao sắp hết rồi. Rồi, sẵn tao lấy luôn cho. Rồi, nhà còn gì ăn không đói các bạn? Gì nữa rồi trời, đâu có sẵn cho ăn hoài vậy? Thì ăn rồi mới có sức tập chứ. Chuối luôn rồi. Ngoài sau nhà có hả? Đi vô coi lấy ăn đi, không có tái máy gì cho ổng nha. Thì ăn thôi, đợi. Đây, đứng đây mày đợi, vô tôi lấy cho. Nhanh. Hàng tới nè, mày với thằng Vinh ra lấy đi ông nội. Tao với thằng Vinh đang tập bên nhà bạn tao rồi, bên này nó đủ đồ hơn, mày mang qua đây giúp tao với. Trời trời, đâu nữa trời. Vậy thôi, cứ nhắn lẹ cái địa chỉ qua đi. Rồi rồi. Mệt ghê. Cái gì vậy trụ sở công an? Ôi ôi, hành vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện, bây giờ mời hai chúng tôi lên phường. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm chức năng dành cho những người tập gym không rõ nguồn gốc và xuất xứ, chứa những thành phần độc hại như thuốc tăng trọng, tăng cơ dành cho gia súc. Khi sử dụng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tác hại không lường tới cho cơ thể người. Mọi người cần lưu ý để tránh mua phải các mặt hàng giả kém chất lượng. Chỉ nên mua ở những nơi có cơ sở uy tín, có nhãn mác, nơi sản xuất và giấy tờ đảm bảo. Phát hiện đối tượng có hành vi lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan công an để tiến hành điều tra và bắt giữ. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.